Hello anh em nhá, hôm nay hai anh em mình lại đi thăm lưới bẫy rắn này. Bây giờ mình sẽ xuống dưới này xem có gì không? Cho anh em xem. Ao nhiều cá to sao thế, lao xuống úm cái. Bờ này thì khá là đẹp anh em ạ. Bờ này thì rất là hy vọng là dính trâu và dính ráo. Thì bờ này là mình đánh lưới 3 anh em nha. Tại vì bờ này mình theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì sẽ có là rắn ráo là 1 này, có cặp nong là 2 và có cặp nia là 3. Có gì không anh Quả? Hả? Từ đợi tí, đợi tí. Đây nha anh em nha, đợi em một chút nha. Ô thôi chết mẹ, đi hai anh em đi người không cả. Vấn đề là gỡ ra ấy. Anh thấy em nói đúng không? Bờ này chỉ có ráo mà. Anh lấy 3 chạy vào đụt. Ôi một bé ráo khá là mẩy. Mẩy căng luôn. Nó bị xước ra rồi. Xước gỡ khéo. Con ráo này nó khoảng tầm độ 4-5 lạng. Hai anh em đi không thì vắng đầu. Đi thăm thì không cần gì đi. Đúng. Nó kẻ xoáy phát ra ngay thế này. Mày ra. Ráo là mày, mày căng. Mình đoán vô lý thời tiết này ráo phải ra mới đúng. Mà anh để ý không? Rắn chuyên đi mấy rẽ mép 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 này. Rắn dịn thế, chỉ dính hai đầu mép này. Anh lấy que, anh có cầm chìa khóa xe đây không? Có. Lấy que, lấy chìa khóa xe luồn giật. Anh không lôi xuống dưới đâu, anh phải tuốt ngược lên. Ngược vảy. Ngược vảy thì bây giờ anh phải cắt thôi. Đấy nha anh em nha, các bố cứ bảo lưới 3 bằng ngón tay hay không dính được rắn, tất cả là nó phụ thuộc vào kinh nghiệm hết. Anh em yên tâm một điều là lưới 3 này nha, vẫn đảm bảo cho anh em dính hổ trâu tầm cân 8-2 cân bình thường nha. Đánh nếu mà các loại rắn đầu nhỏ này cứ dính từ 2-3 lạng ăn hết, 3 lạng ráo là ăn hết rồi. Anh em cầm một đoạn này nha. Ê, muội lắm. Ê, muội lắm. Muội, muội, muội nhiều thật. Nói chung là đánh cái này thì nó đánh lưới thì rất là dễ anh ạ. Nó rất là sát. Các loại rắn luôn, không cần phải mồi. Không cần phải mồi mè gì. Mình đánh nhàn sát. Mình đánh lồng là mình phải xác định là mình phải xác định là mình phải đánh phù hợp lại mồi nào với loại này với nào. Nói chung là nếu như mà hổ ngựa phải đánh chuột, đấy, rắn ráo là phải đánh nhái, chạo chuộc, ếch con, còn hổ trâu nó ăn đa dạng hơn một tí thì hổ trâu nặng, ráo này đầu 4. Đấy, thì cho các con ấy chọn hồn rồi. Công nhận là mũi thật. Công nhận là mũi anh nhỉ. Bà này thì nhiều ráo rồi. Bà này ráo thì mênh mông bát ngát rồi. Mà em vẫn hy vọng là bà này có nong. Em vẫn nghi ngờ bà này có nong. Con cò lao xuống bắt cá. Còn lao xuống bắt cá. Được rồi. Được chưa?
Đánh còn 2 mét nữa. Đánh nhạy ngọn đúng không? Ngọn nhạy. Ngắn ngắn này. Đưa đầu cho em, đưa đầu cho em. Đúng không? Anh túm lại mình ra đây anh em nha. Một bé ráo vàng tuyệt vời luôn. Đấy. Còn đây là cách căng lưới của mình. Nói chung nếu anh em đánh lưới bình thường ấy mà mình chỉ chăm chăm vào ráo là một này, vỏ trâu là hai, cắm nong là ba, cắm nia là bốn thì anh em cứ đánh lưới ba. Lưới ba, còn nếu như mà còn cách căng lưới đơn giản thôi, mình buộc một dây vào đầu kia, còn lại là mình kéo căng ra, cứ một đoạn mình cắm cho một cái cọc để cho lưới đứng lên. Lưới này chỉ cần cao cách mặt đất 20 phân là được anh em nhá, không cần cao nhiều, chỉ cần cao 20 phân là được. Còn lại anh em cho trùng ở dưới và anh em nhớ cẩn thận là nếu anh em mình cẩn thận thì anh em nên ghim cái lưới ở dưới lại. Để giường dưới lại sẽ ok. Ngoài kia sẽ có một tay nữa. Đấy, hai anh em mình. Anh em mình sẽ đưa các bạn ra ngoài đấy xem tay đấy nó có hay không nha. Mỗi quá. Cái địa hình này thì mình phán đoán là chỉ có nhiều trâu là một, ráo là hai, nong thì khả năng có khi có khi không. Nong thì nó địa hình này 50-50 rồi, còn nia thì gần như là đạt đến 100%. Hổ trâu với lại rắn ráo, nói chung sẽ tùy theo địa hình mà mình phán đoán là có rắn loại gì anh em nha. Đấy. Còn đây là cây bồ cu vẽ. Đấy. Cây này là nó có tác dụng là giải độc rắn cắn, nhưng mà một cây thì không thể chữa khỏi được anh em nhé, mà phải cần rất nhiều cây đi theo mới khỏi được. Trong này anh em mình có đánh một tay nữa thì bây giờ mình sẽ để anh Quảng anh đi trước, nếu như có thì anh sẽ gọi mình vào mình quay tiếp cho các bạn xem. Và thôi cũng gần đến nơi mình quay luôn cho các bạn xem một thế. Đây, đến đây rồi. Đấy. Đây cái lõng mình đánh này các bạn này, nhưng mà nó ở mãi bên trong kia cơ. Đoạn này lội phải ngập nước. Mà mình vừa đi rừng về nha. Mình vẫn chưa ấy. Ai à, có gì không anh ơi? À thế là hai tay lưới mỗi tay 5 mét. Được có một con rắn ráo anh ạ. Mình đánh hai tay. Một tay 10 mét nhưng mà mình cắt ra làm hai ấy. Mình cắt ra làm hai, mình đánh mỗi chỗ 5 mét. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Hẹn gặp lại anh em như ở những cái video tiếp theo nhé. Anh em nào mà có nhu cầu mua lồng bẫy rắn, lưới bẫy rắn, kẹp bắt rắn, hoặc là mua rắn thịt, rượu rắn, cao rắn các loại tự nhiên thì ủng hộ anh em mình nha. Đây 100% tự nhiên luôn, anh em mình đi bắt được anh mọi người cứ yên tâm nha.